Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh Sâu Review. Các bạn xem video hãy giúp Sâu một like, share, comment và đăng ký kênh nhé. Cũng đừng quên nhấn chuông theo dõi để nhận được các video mới sớm nhất. Chuyện đồ đệ của ta đều là đại phản phái, tập 307. Còn lúc này ở bên trong biệt viện của Thái hậu ở Thuận Thiên Sơn Trang, nhị hoàng tử Lưu Hoán đang ở bên ngoài chờ đợi xin gặp. Hoàng tổ mẫu đã chuẩn bị sẵn sàng, đều là những cái đồ chơi mà trước kia ngài thích nhất, hắn nhẹ giọng bẩm báo. Lão bà liền hiền hòa nhìn hắn, Tôn Nhi có lòng rồi. Trương Nguyệt cũng thoáng liếc nhìn tên Lưu Hoán, sau đó đem thái hậu nâng đỡ lên nhẹ giọng nói nãi nãi ngài trước kia đều thích nghe kịch sao thái hậu lộ ra nụ cười ấm áp trong hoàng cung quạnh quẽ rất vô vị ai ra chỉ có cái đam mê đó thôi chiêu nguyệt có muốn ở lại trong cung không bồi tiếp ai ra chiêu nguyệt có chút than thở nãi nãi ngài có nhiều tôn nhi như thế thiếu chiêu nguyệt cũng không sao thái hậu nghe vậy thì thở dài đều là một đám bạch nhãn lang mà thôi ai ra thích nhất chính là tam ca của ngươi đáng tiếc hắn lại đi trước rồi đầu bạc tiễn đầu xanh a tam ca sao chiêu nguyệt nghe danh tự này có chút tò mò thái hậu lắc đầu không đề cập tới những điều này nữa cùng nãi nãi đi nghe hát đi dứt lời thái hậu chậm chậm bước đi đồng thời lên tiếng gọi tiểu lý tử lý vân triệu lập tức chạy tới bên cạnh cung kính thái hậu liếc nhìn hắn sau đó ra lệnh dẫn đường đi tuân mệnh con hàng này lập tức cúi đầu lúc này một đoàn người đã đi tới bên trong vườn của thuận thiên hành cung ở giữa cái sân rộng một cái sân khấu kịch được dựng lên các loại công cụ cũng đều đã được chuẩn bị sẵn sàng những người hát khúc đều đang đứng ở trên sân khấu cung kính chờ đợi thái hậu đi vào bên trong sân phía trước là lý vân triệu dẫn đường đi tới vị trí quan trọng và trang trọng nhất bên trên tầm mắt quan sát cũng cực tốt hai bên chủ tọa đều có phân cấp bậc thái hậu nhìn cả đám sau đó nhẹ giọng nói đều là người nhà tất cả tùy tiện ngồi đi lão bà tuy rằng nói chuyện tùy tiện nhưng ở đây có ai dám thật sự tùy tiện chứ nhị hoàng tử cùng với tứ hoàng tử dần đầu ngồi xuống thái hậu thì lôi ké chiêu nguyệt đi tới ngồi cạnh mình đám người hát khúc lập tức khom người sau đó liền bắt đầu diễn kịch mặt vuông và người của mình ra diễn đầu tiên mặt vuông thì đang diễn rất say mê dẻo như kẹo vừa múa vừa hát đối với người mới không hiểu hát kịch mà nói những cái thứ này hoàn toàn không hiểu và cũng chẳng cảm thụ được gì cả mặt vuông biểu diễn một màn tốc độ né tránh nhanh như điện trong khi chân vẫn đứng một chỗ ví dụ như nhị hoàng tử tứ hoàng tử thời điểm nghe đều giống như thần du vật ngoại nghe tai phải lọt sang tai trái hoàn toàn không để vào đầu qua một hồi lâu thái hậu nghe tới cao hứng lên tiếng thưởng làm cho mặt vuông với đệ hắn của vui sướng đám người lập tức dối trá vỗ tay không ngừng tứ hoàng tử lập tức phất tay cho đám hát khúc kia hoàng tổ mẫu đã thích vậy là tốt rồi tất cả đều có thưởng sau đó hắn đồng thời nhìn về phía tứ hoàng tử lưu bình tứ đệ ý của ngươi thế nào lưu bình thản nhiên đáp đó là tự nhiên sau đó là thêm hai tiết mục cũng không hề có chút thú vị nào cả thấy được tái hậu có chút không thú vị dường như nhàm chán nhị hoàng tử cùng tới tứ hoàng tử cùng nhau lắc đầu tiếp đó liền tới cái tiết mục tiếp theo lên sân khấu nhưng khi cái đội này lên trương nguyệt nhìn đám người kỳ dị này hai mắt tỏa sáng như đèn pha ô tô mặt vuông tuy rằng né được nhưng cũng thương tích đầy mình quay trở về với nghề bình loạn của mình vẻ mặt trương nguyệt sáng rỡ nhìn khô chớp mắt đôi loa độ phập phồng nhìn về phía sân khấu đang diễn trò nguy hiểm phóng dìu trùng đích chỉ thấy một tên nam tử với trang phục kỳ quái dán vào bộ râu chữ bát đầu đội một cái mũ quấn cao đang khẽ nhếch mép cười nàng lập tức nhận ra ngay tứ sư huynh sao hắn tại sao lại ở chỗ này chứ liên tục thi triển việc ném dìu nhưng mà hú hồn chim én hắn cũng không ném vào người mình mà lại ném bay màu tên binh sĩ đứng cạnh khiến mọi người đều rén thái hậu nhìn mà cạn lời còn con hàng tứ hoàng tử cũng câm nín nghẹn học mặt vuông cũng không biết phải giới thiệu sao với màn hú hồn chim én của minh thế nhân diễn được một nửa nhị hoàng tử lưu hoán lập tức vỗ bàn loạn thất ba tao người đâu thái hậu nhìn cái cảnh này cũng không hiểu ra sao cả giống như ảo thuật nhưng lại giống như một gánh xiếc một chút điểm ý tứ cũng đều không có lưu hoán lập tức trầm giọng cút xuống đi lúc này chiêu nguyệt vội vàng lên tiếng ta ngược lại cảm thấy diễn cũng hay mà lưu hoán vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía chiêu nguyệt thái hậu thì khẽ gật đầu chiêu nguyệt đã nói không tệ vậy thì liền không sai ai ra thích xem nam tử trang phục kỳ dị kia nghe xong thì liền hướng về phía thái hậu kho người đa tạ thái hậu còn đám binh sĩ đang câu có nhìn tên vừa bị ném dìu chúng mà không bay màu hóa ra đây là trò lừa đảo làm cho cái tên tưởng bay màu kia mặt mày hớn hở thì ra vẫn còn ngáp được thái hậu cũng thản nhiên lên tiếng thưởng minh thế nhân nghe xong lần nữa lên tiếng đa tạ thái hậu lưu hoán thấy thế đành phải bất đắc dĩ phất tay thưởng lúc này đột nhiên lại có một đội nhân mã xuất hiện ở thuận thiên sơn trang thái hậu nghe âm thanh có chút khó hiểu thuận thiên uyển cũng không phải ở bên ngoài làm sao lại có nhiều nhân mã xuất hiện như thế chứ vì vậy liền lên tiếng gọi tiểu lý tử sao lại ồn ào như thế lý vân triệu lập tức cụi người áp xuống đưa cái lỗ tai lắng nghe bốn phương tám hướng làm sao lại có huyên áo như thế này lý vân triệu vội vàng gật đầu lên tiếng để nô tài đi nhìn xem hắn lập tức điểm chân xuống cả người liền phóng thẳng lên không trung quét mắt quan sát bên trong thuận thiên sơn trang hả hắn nhìn thấy cả cái sơn trang này khắp nơi đều có người cả cái thuận thiên sơn trang giống như bị bao vây lại lý vân triệu lập tức hạ xuống quy gối bẩm báo thái hậu cái này chỉ sợ phải hỏi hai vị điện hạ rồi thái hậu lập tức nhìn về phía hai con hàng lưu hoán và lưu bình lưu hoán thấy thế liền phất tay áo chắp tay nói hoàng tổ mẫu hát gánh xiếc trung quy chỉ là tiểu đạo tôn nhi chuẩn bị cho ngài một cái vở kịch vở kịch sao thái hậu có chút tò mò con hàng lưu bình liền cười ha ha hoàng huynh gấp gáp như vậy sao cái kia là tự nhiên lưu hoán cũng không xấu hổ lập tức vỗ tay ra hiệu lúc này một tên hoa quý ung dung nữ tử hồng trang yêu diễm bị mấy cái nữ tử khác vây quanh tiến nhập vào bên trong thuận thiên uyển thái hậu mặc dù đã lớn tuổi nhưng có thể cũng không đến nỗi quên cái nữ nhân này ly phi sao cái gọi là ly phi chính là phong hào của mạc ly mạc ly đi đường nhẹ như gió mau lẹ đi tới bên trong rất có quy củ đi tới trước mặt thái hậu hạ thấp người thiếp thân thăm kiến thái hậu thái hậu nhẹ nhàng lên tiếng hỏi ly phi không ở lại trong hoàng thành tới đây làm gì mạc ly nghe xong mỉm cười xoay người lại giơ tay chỉ ra lên tiếng bắt người bắt người sao tứ hoàng tử lưu bình ở một bên lập tức cười ha ha trong này có thể có cái gì để bắt chứ hoàng huynh ngươi đây là chuyện bé xé ra to hơn nữa hoàng huynh muốn bắt người còn cần phiền tới ly phi sao hai người đối thoại bỗng nhiên trở nên có chút mùi thuốc súng căng rồi đây mặt vuông nhìn chăm chú hai khứa lúc này nhị hoàng tử lưu hoán cũng lập tức đứng lên tứ đệ trước đừng có gấp ly phi tuy rằng là phụ đạo nhân gia nhưng nàng thông tuệ hơn người nghe nàng nói xong đã có nhị hoàng tử làm chỗ dựa mạc ly tối thiểu nhất là mở miệng nói dứt lời cũng không thành vấn đề rồi mặt vuông khẽ cười giải thích cho đám ngoài hành tinh ra xanh mạc ly nghe xong cũng khẽ nhếch mép cười quỷ dị lúc này Mạc Ly liền chỉ vào tên nam tử trang phục kỳ dị kia ra lệnh, bắt lấy hắn. Minh Thế Nhân thấy thế thì sững sờ, bại lộ rồi sao, làm sao có thể chứ? Hắn vội vàng dùng âm điệu thanh âm quái dị lên tiếng, "Các ngươi nhầm, nhầm rồi." Hai tay liên tục xua xua. Mạc Ly lúc này hướng về phía Lưu Hoán hạ thấp người, thiếp thân không phụ sự kỳ vọng của điện hạ, rất tốt, nhị hoàng tử khẽ cười thỏa mãn. Mạc Ly cũng liền giải thích, người này chính là đệ tứ đệ tử của Ma Thiên Các, Minh Thế Nhân, hết tập 308. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video của sâu hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo nhé